À, thật ra thì nói nhiều quá đến những cái chuyện gọi là áp lực hay là những cái dạ nói đi nói dạ à dạ em xin lỗi à, em nói giọng lại giọng giọng Bắc à. Em xin nói giọng Nam đi ạ, à, tại vì đúng rồi, nói Quỳnh nói giọng Nam rất là hay, mọi người thấy Quỳnh nói giọng Nam hay đúng không ạ, cho nên là mình mời Quỳnh nói giọng Nam đi. À, dạ thì bây giờ em xin phép được trả lời câu hỏi ạ. À, thật ra thì để mà nói đến những cái áp lực hay là những cái khó khăn nhiều quá thì thực sự là đó cũng không phải là một cái nằm ở trong cái tính cách của Quỳnh. Cho nên á, Quỳnh thì Quỳnh nghĩ là nếu như mà bản thân của mình không chịu được những cái áp lực như vậy thì mình cũng sẽ không bao giờ có được những cái kết quả mà giống như những cái gì mà mình kỳ vọng. Cho nên Quỳnh thì Quỳnh xin phép là sẽ không có nhắc đến những cái áp lực, mà Quỳnh sẽ nhắc đến những cái gọi là những cái cố gắng của tất cả ekip, tất cả mọi người ở đây, không chỉ riêng Quỳnh, mà Quỳnh chỉ muốn nói là tất cả mọi người ở đây đều gặp rất là nhiều những khó khăn. Có những người ví dụ giống như là anh Thuận đi, anh Thuận đi diễn, mọi người cũng nghĩ là anh Thuận diễn rất là nhiều rồi, nhưng mà khi mà đi vô ở trong một cái dự án mới như thế này, là một cái nhân vật hoàn toàn mới, một cái tính cách hoàn toàn mới, tất cả mọi thứ đều như là mình bắt đầu lại từ đầu vậy. Và thậm chí là với chị Tiên, giống hồi nãy đã chia sẻ với Rima, hồi nãy cũng đã chia sẻ rồi, Quỳnh nghĩ rằng là đến ngày hôm nay khi mà Quỳnh cũng như là tất cả mọi người có mặt ở đây thì đã chuẩn bị một cái tinh thần rất là thép, rất là sẵn sàng để mà đón nhận những cái góp ý của mọi người, cũng như là cũng mong là cái dự án của mình nó có thể chạm đến tim của nhiều khán giả, càng nhiều càng tốt. Và mình nghĩ rằng là đó mới chính là những cái thứ mà xứng đáng với những cái công sức của Quỳnh cũng như là tất cả mọi người trong toàn thể ekip đã bỏ ra. Biết sao không? Tại vì chị là người chi tiền bằng và chị cũng là người xài tiền, cho nên nó rất là khó, nó rất là khó. Bởi vì ở cái vai trò đạo diễn thì mình muốn sáng tạo không ngừng, mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Nhưng mà ở vai trò sản xuất thì không được, cái gì cũng không được hết. Đạo diễn đưa ra bất cứ idea gì cũng không được. Cho nên trong cái tình huống mà chị không tới được mà cũng không lui được á, thì chị phải tìm một đứa nữa để kiềm chị lại. Thì ở đây là chị giới thiệu luôn là có nhà sản xuất Giang Hồ nè. Đó. Biết sao không? Tại tên Giang Hồ luôn á. Họ Giang tên Hồ đó. Cho nên phải có một người kìm chị lại và kêu là không được chị ba ơi. Có nghĩa là mình bản thân mình không làm được cái công chuyện đó thì mình phải tìm một người kìm mình lại để làm cái công việc đó. Thì Giang Hồ là người sản xuất cái bộ phim này đã làm một cái vai trò rất là tốt, là kìm chị ba lại và kìm cái con số nó nằm ở dưới. Nhưng mà đến giờ phút này thì Giang Hồ cũng bó tay luôn rồi. Đúng không? Cảm ơn em. Anh hỏi thêm một câu đánh giá chung, tức là nhìn lại một cái hành trình của Studio 68 á, thì nói chung là cũng gọi là khá tiên phong, khá nhiều thứ, từ ngày nãy ngày nay, Tấm Cám đến Cô Ba Sài Gòn vân vân, thì thấy rằng là một cái tiên phong trong câu chuyện rằng là chịu chi để mà làm điện ảnh và phục dựng khá là nhiều thứ, và cũng như là chịu chơi trong việc mà sáng tạo và kỹ xảo nữa. Cảnh Tí, Phu Đô Ký là một cái ngốn tiện khá nhiều, ví dụ vậy. Thì mình nếu mà quay lại Thanh Sói bây giờ thì làm bộ phim chỉ có phục dựng năm 90 thôi, và vậy chị đánh giá là nó có hơi dễ dàng mình so với những gì mình đã từng làm không? Đâu có dễ đâu em, thấy vậy chứ khó lắm. Nói chung là nghe cái chia sẻ của em chị cảm thấy rất là xúc động và cảm ơn cái sự theo dõi của em cho Studio 68 và sự công nhận của em cho tất cả các sản phẩm mà Studio 68 đã không ngừng phấn đấu. Bởi vì mỗi một lần khi mà quyết định sản xuất ra một dự án thì cả ekip đều đau đáu là làm như thế nào để đưa ra một cái sản phẩm nó tốt hơn cái sản phẩm của chính bản thân mình sản xuất và tốt hơn những cái gì mà thị trường đang có. Thì Studio 68 với cái suy nghĩ là mong muốn lúc nào cũng đặt ra những cái sản phẩm luôn luôn chất lượng hơn để khán giả sẽ không có bị thất vọng khi xem những dự án của Studio 68. Vì thế thì em thấy trong tất cả các sản phẩm nó đều có một cái sự chỉnh chu. Hay thì có thể mình có thể bàn lại chưa chắc hay theo những cái nhận định của mọi người, nhưng mà cái sự chỉnh chu thì luôn luôn lúc nào cũng đặt trên hàng đầu. Dạ, xin cảm ơn những câu hỏi. Dạ, chào chị, em là Mili báo tuổi trẻ chị ạ. Em muốn hỏi một chút là lúc nãy bạn Rima, bạn có nhắc đến việc mà bộ phim từng có những tin đồn là nó sẽ không được ra rạp nữa, bạn khóc rất là nhiều đó. Thì đúng là có những tin đồn như vậy thật, và có những tin đồn còn hơn nữa. Tức là có những tin đồn là Thanh Sói sẽ bị cấm chiếu này, rồi là
chị có ý định bán bộ phim ra nước ngoài này, để phim không có mang quốc tịch Việt Nam nữa này, rồi những cái tin đồn nó tệ hơn nữa, thì không biết là bây giờ chị có thể nói gì về những tin đồn lúc đấy ạ, khiến mọi người rất là hoang mang. Thực ra trong cái khoảng thời gian đó, tin đồn thì hình như chị cũng có nghe thoang thoáng, nhưng mà chị vượt qua rất là nhiều thăng trầm cùng với là dự án, và lúc đó chị cũng không có mảy may lắm cho những cái tin đồn. Nhưng mà khi mà diễn viên hỏi chị khi nào Thanh Sói ra thì lúc đó thì chị cũng tịch mù luôn. Thứ nhất, thứ hai là khi mà giống như là Prima nói là em về em khóc, thì em khóc một, chị khóc tới 10 lần em. Nó có nhiều thứ trong đó lắm, cho nên chị cứ kêu là ráng đi, ráng chờ, khi nào chị có tin thì chị sẽ báo. Thì cảm ơn em với những cái suy nghĩ giúp chị rằng cái việc rằng là sẽ đem bộ phim xa hơn hay là phát hành nó như thế nào. Lúc đó thì chị cũng chưa có suy nghĩ nhiều về cái việc đó, bởi vì cái đích đến của chị cho những cái bộ phim mà chị sản xuất ra ở Việt Nam vẫn là dành cho khán giả Việt Nam, và thị trường Việt Nam vẫn là cái thị trường mà chị nhắm tới. Và không có cái gì hạnh phúc bằng rằng cái việc rằng là cái sản phẩm mình được khán giả Việt Nam đi xem, đi ủng hộ và được công nhận. Cho nên cả thời điểm đó, ngay tới thời điểm này, cái mong muốn và cái khao khát và cái niềm đam mê lớn nhất của chị vẫn là làm như thế nào để ra những bộ phim để cho khán giả Việt Nam đi xem và cảm thấy tự hào về phim Việt Nam. Đó vẫn là cái goal và cái đích đến cuối cùng của chị. Cho nên còn khi mà mình đem ra nước ngoài rồi mình chiếu cho khán giả nước ngoài thì chị cũng không có thích cho lắm đâu. Của chị vẫn là làm như thế nào được khán giả Việt Nam ủng hộ và công nhận mà thôi. Người đàn bà thép, nhưng mà có phải là chỗ dựa tinh thần của chị thì vẫn là một người đàn ông không? Thực ra thì mọi người lúc nào cũng thấy chị ở một cái diện mạo rất là cứng rắn như là người đàn bà thép vậy đó. Bởi vì trong công việc thì chị rất là nghiêm túc, bởi vì đã là công việc, làm việc trong một nhóm thì mình cần phải đưa ra những cái quyết định mang cái tính cách thay đổi, và những cái quyết định đó thì được một cái là chị rất là cứng rắn, và mọi người cần có một người sản xuất như vậy để đưa ra những cái tác phẩm nó có thể đi xa hơn và thúc đẩy tất cả các anh em để daring, là để dám làm những cái điều không thể. Còn thực sự khi mà không làm việc nữa thì quay trở lại với cuộc sống gia đình thì chị vẫn là một người phụ nữ bình thường như em, như Tiên, như bao nhiêu người khác. Và hồi nãy chị em nói là người đàn bà thép đó đi chơi trong khoảng thời gian qua là bởi vì người đàn bà thép đó phải kiếm một người đàn ông khác chịu đựng. Và ở đây thì em thấy rằng là từ cái ngày mà chị có Huy thì tự nhiên khi mà Thanh Sói gặp rất là nhiều thăng trầm như vậy thì chị cũng dừng lại và cho mình một khoảng thời gian để tự nhìn thấy bản thân mình. Và chị thấy những cái điểm dừng này nó cần thiết đối với chị, để nhìn lại bản thân mình, nhìn lại cái nghề của mình, nhìn lại cuộc sống của mình. Và tự nhiên khi mà chị nhìn lại như vậy thì chị lại thấy là thật ra chị cũng cần hạnh phúc. Bởi vì chỉ có khi chị hạnh phúc thì chị mới có thể tiếp tục sáng tạo, tiếp tục đưa ra được những cái quyết định nó tốt hơn cho cái nghề của chị. Và bởi vì khi mà chị hạnh phúc và chị thoải mái thì chị quay trở về thì cục mới diệt đó. Hết cứng rồi, hết đầu rồi, cho nên cũng hay. Cảm ơn em. Tình yêu tuyệt vời chị nha. Thì nhân vật của mình, nhân vật phản diện này của mình đã được Thuận xây dựng như thế nào? Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là với ba cô gái đang ngồi kế bên mình như vậy, là những nhân vật gọi là đối trọng với lại Thuận trong phim, thì Thuận ớn gọi là nhân vật nào là đáng gờm nhất với Thuận trong suốt quá trình diễn, hay là kể cả những cảnh hành động, không tính nữ đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên v.v. Còn với Hiền thì lúc nãy bạn có chia sẻ rằng là những ngày đi đóng phim với bạn là những điều rất là hạnh phúc, giống như một cậu con trai chơi game sau giờ học vậy đó. Vậy thì điều gì khiến bạn hạnh phúc đến như vậy? Bởi vì diễn viên là một công việc, một cái nghề mà bạn mơ ước, hay là bởi vì quá trình này gọi là đối với nhiều người thì là khó khăn, bầm dập, nhưng với bạn thì có những cái trải nghiệm gì khiến cho bạn cảm thấy vui vì điều đó? Dạ, xin được cảm ơn câu hỏi của anh.
Câu hỏi này rất là hay à. Cái kiểu bạn đó bạn chơi game nhưng mà không biết game đó là game gì ha. Kiểu như lúc mà đóng phim này đó. Bây giờ thì mời Thuận trước đi ạ. Dạ em xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thật sự là khi nhận cái vai này em cũng bất ngờ lắm. Em bên studio kêu em lên cast thì em đọc cái lý lịch nhân vật, em nói trời, cái vai diễn này chắc khoảng 5 năm nữa mình mới diễn nổi. Mình không có đủ khả năng để diễn vai này đâu. Thì em cũng cứ thoải mái và vô cast thôi. Xong rồi qua từng vòng, xong rồi mới tìm hiểu là tại sao mọi người lại chọn mình ra. Phải có một cái gì đó. Và nhân vật Hải mà em xây dựng ở trên đây á, nó không có cái gì là của em hết. Em phải vay mượn tất cả mọi thứ, từ cách chơi, bời, đi, đứng, rồi kể cả các tông giọng nói chuyện cũng thay đổi luôn. Cho nên là em kỳ vọng cái nhân vật này cũng rất là nhiều. Cũng không biết, trước đây em cũng không biết hút thuốc luôn. Cũng phải qua Hải là phải tập hút thuốc. Câu hỏi về em là nếu mà ở đây thì nữ quyền thì em có sợ không? Thì em xin tuyên bố luôn trong phim này, nữ quyền nào thì cũng chết với tay em hết. Dữ. Bây giờ thì xin mời Hiền ạ. Dạ em xin chào anh ạ, em cảm ơn anh đã hỏi em ạ. Thì như anh đã hỏi thì em xin trả lời ngắn gọn luôn là làm diễn viên á, nó là ước mơ của em từ nhỏ. Và từ nhỏ luôn á thì em cũng thường sống theo kiểu là em chỉ chọn những gì mà em thích thôi, em chỉ làm những gì mà em thích thôi. Thì cũng như lúc nãy em đã nói là cái cảm giác mà giống như em đóng phim, cảm giác giống như là em chơi game sau khi em đi học về. Thì tại vì hồi nhỏ em cũng thích chơi game lắm, cho nên là em bỏ học, em chốt học chơi game nhiều lắm. Thì bây giờ cũng vậy, khi mà em đang làm một công việc mà em cũng không có thích lắm nữa, mà tự nhiên em vô tình em được một cái cơ hội, rồi em được thực hiện cái ước mơ của mình, thì rõ ràng nó quá sung sướng anh. Em nghĩ là đối với bất kỳ ai ở đây cũng vậy, khi mà được làm cái ước mơ của mình, được sống trong một cái giấc mơ mà nó hoàn hảo quá, thì cũng sẽ cảm thấy rất là sung sướng. Dạ, em xin cảm ơn. Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn.